Xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá thường tổ quốc. Hôm nay Thục Lâm một clip về một lô cần câu nha mọi người. Thì lô cần câu này đa phần những cây sẽ là hàng carbon, có hai cây gốc mini dài cây cần súp nè, có gamma Shimano. Bên đây là cần iso đó, bên đây là iso phân lớn. Rồi điểm vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Shop bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi không clip shop lên đó, anh em cứ gửi về shop nha. Rồi cảm ơn mọi người. Bên cây thứ nhất một tham khảo thì cái thứ nhất và cái thứ hai là một cặp nha mọi người, nó cùng thông số luôn đó, để đọc thông số cái thứ nhất đó. Thì cái này một cây đai qua cứng 20 dài 2m1, thì cái này nó nặng là 225g, dài là 2m1, thu gọn là 44cm. Cái này vừa để ba lô luôn nè đó. Thì đọt của nó là 1.6 nha anh em, đọt 1.6. Đây một cây mini bass của đai qua. Thì tổng thể ngoại hình thì cần còn rất là ok luôn đó, do cái mớp nè, cái này nè, nó bị thâm một tí nè đó. Đây, đó. Do cần nó để lâu trong túi đó mọi người, chứ cần này nó rất ít sử dụng luôn. Bát là bát Fuji, phen của đó là phen Fuji dạ quang nha mọi người, phen Fuji dạ quang, cần còn rất là mới. Đây phôi của đây qua là dạng phôi carbon 6X nè, nóng trong rất là mới luôn. Hàng này hàng của Rê sản xuất nha nè, hàng của Rê sản xuất, tất cả nóng ở trong rất là ok luôn đó. Hai cây như nhau, không cây nào xuất sắc hết, đa phần hàng này dạng giống như trưng bày là nhiều hơn đó. Fan ok rồi, giá công khai cây số 1 giá là 750 nha, cây số 2 cũng vậy đó. Đây bác mà về một cặp như nhau đó, cán nó như thế này đây đó, dạng nó thâm tí, về anh em có thể lấy nước rửa chén sau giặt đồ rồi anh em chà ra dùm nha. Phen thì ok hết đó, phôi là phôi sáng nhất nè, tất cả phen ở trong đều rất là mới luôn, lóng trong rất là mới luôn. Đây đó. Không có xuất sắc nhiều hết, rất là đẹp. Phôi là carbon nha nè, phôi carbon. Đọc đây. Rồi giá công khai cây số 2 giá là 750k nhé. Tiếp theo cây số 3, cây số 3 lên cho mọi người một cây súp lở. Cái này 3m6 nha nè, 3m6, phen bass Pussy, phôi là phôi carbon. Phen gặp bass là bass Pussy, phen là phen Pussy. Thì cây này em đo độ cứng nó ra tầm khoảng 50-80 nhé, 50-80. Cái này dài 3m6, nặng là 329g, đọt 2.2, cũng còn rất là đẹp luôn. Cây này anh em đánh bạc 7, anh em có thể câu lăn xe thoải mái. Cây này lấy từ thị trường Nhật về nha mọi người, lỏng trong ok nè, rất là mới. Rất là mới nha. Carbon sẵn. Đọt nó đây. Đọt nó ok, khỏi chê rồi. Đó. Rồi, giá công khai cây số 3 giá là 700 nhé. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 lên cho mọi người là một cây, còn một cây thương hiệu nha anh em, một cây thương hiệu. Một cây này một cây Daiwa Holylock, một dòng cần hàng hệ của Daiwa. Đó. Cản là cản dạng cản hở, cản ba khúc nè. Bát là bát Fuji. Thì cây này dạng chuẩn anh em săn hàng, cứng 80 dài 3m2. Thì dạng 3 cứng 80 này anh em có thể đánh bạc 7, câu cha, câu chép, lăn xe thoải mái nha. Đây, cây này sản xuất tại Korea. Cây được sơn một lớp ánh kim nha mọi người. Đó, sơn ánh kim bóng nè. Rất là đẹp. Cần thì nguyên zin nhé, cần nguyên zin. Phen là phen Fuji lỗ xám. Dạng phen này dạng đánh bao lực rồi. Fuji nha mọi người. Đây, sơn lớp bánh kim rất là đẹp luôn. Cần thì không có xuất sắc gì nhiều hết, thôi là carbon sẵn. Đặt nó đây.
rất là đẹp nha, khỏi che ra được. Thì cái này nó nặng là 345g, đọt 2 ly 3, thu gọn là 117cm, giá cây số 4, giá là 1,6 triệu nha, 1,6 triệu cộng chiếc cây số 4. Tiếp theo cây số 5, cây số 5 lên cho mọi người là một cây vẫn một cây súp dạng cây súp lỡ rồi, cây này 25-39, tem súp đầy đủ, bát tà bát Fuji, phen là phen Fuji. Đó, tổng thể ngoại hình thì cây này có xuất sắc li ti nha anh em, xuất sắc li ti. Thì cái này nặng là 390g, đọt 2 ly 5, phôi là phôi carbon, phôi carbon sẵn nè. Đó, đây càng có xuất sắc cho mọi người. Đó, có xuất sắc, báo những người có xuất sắc nè. Đó, lắm trong đây có xuất sắc nè. Đó, càng xuất sắc báo nên có xuất sắc. Đợt cũng vậy, có xuất sắc. Đó, cái này anh em thích thẩm mình đến bạc bảy câu lục. Đó, lục đầu càng thôi không ảnh hưởng gì ha. Rồi, giá cũng hai cây số 5, có xuất sắc nên giá là 500 nha mọi người, 500 cộng ship cây số 5, giá bèo nhèo luôn. Theo sẽ là cây số 6. Thì cây số 6 lên cho mọi người một cây cần của hàng Secret như nè. Cây này hàng Korea sản xuất nha. Cây này dài 3m6, dạng cũng là dạng súp lỡ nha mọi người, súp lỡ. Thôi là carbon sẵn găng guốc nè. Bát của nó là bát Fuji, bát Fuji. Thì cần thì nó có xuất sắc li ti, ngoài điểm. Nó bên trong thì ok. Đây. Đó. Nó vẫn có xuất sắc nè. Đó. Được cái phôi rất là đẹp luôn. Cái phôi chắc khỏi bàn nè. Đó. Nóng trong. Đó. Phen của nó là phen Fuji luôn nha mọi người, phen Fuji luôn. Thì càng này nếu em đo độ cứng thì cây này gơ tầm khoảng cứng khoảng 50 thôi. Đó. Anh em có thể câu lăng xê, tra chép, bạc bãi, ok. Rồi, giá công khai cây số 6, giá là 600 nhé. Thì cái này nặng là 290g, đọt 2 ly 3. Giá 600 cộng ship. Tiếp theo lên cho mọi người là cây số 7. Thì số 7 lên cho mọi người một cây hàng dạng hàng hệ. Đây là một cây tay qua Kenjaki. Đây qua Kiwash dòng carbon quýt cơ. Thì loại này là một loại hàng hệ của Daiwa sẵn carbonic. Đó, đây cái này dài 3m9, 25-3m9 nha mọi người, 25-3m9. Thì nó sẽ nặng là 340g, đọt của nó là 2 ly 5, đọt cứng là 20-30 nè. Đó, 20-30 đó sản xuất nha mọi người. Cái này nó còn túi còn hợp luôn. Đó, càng còn rất là đẹp. Đây, góc ở đây. Đó, rất là đẹp nha mọi người. Hoa văn làm rất là kỹ xảo. Dạng này càng hàng hệ rồi. Kêu quá carbon sáng nhất. Swin Kentucky. Kêu quá carbon bát tầm bát Fuji FX7 càng đại qua. Rất là đẹp, càng thì đẹp long lanh. Phen của nó đặc biệt cái là phen sứ dạ quang nha mọi người, phen sứ dạ quang, phen gặp Fuji. Chung là càng này đẹp, lóng bên trong thì có sức một tí nè, nó rút ra rút vô thôi. Nó đây về chuẩn chỉ cho anh em sưu tầm. Đó, rất là mới luôn. Nóng hai nè. Bỏ sáng ít cho mọi người. Rất là ok. Đọt đây. À, sáng ít tới đọt luôn. Đó, tất cả phen ok hết nha mọi người. Chỉ có cái phen này để bị mẻ cho này một tí nè. Đó, cái này. Đó, không ảnh hưởng gì cho nha. Rồi, giá công khai cây số 7, giá 2 triệu nha anh em, 2 triệu cây số 7. Một cây cần săn hàng sưu tầm. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 lên cho mọi người một cây của Shimano.
Thì cây này một cây rổ súp của Shimano đó. Thì cây này em lấy từ thị trường Nhật về. Cây này là 4 405 CST đó. Cây này cũng còn rất là mới luôn đó. Carbon sẵn nè, bột sẵn ít bát tầm bát Fuji F7, fan là fan xít nha mọi người, fan xít bu dạng bu xít màu chè nè. Đặc điểm của mấy căn Nhật, căn thì có định vị nè đó. Đây. Có định vị cho anh em luôn, thôi là carbon sẵn ít sẵn găng gút. Càng còn rất là đẹp luôn, che vào được định vị thì càng còn nguyên zin nha anh em, càng nguyên zin không mắc không hụt tí nào của anh em hết. Đây định vị phen ở trên đây của phen chạy trên đọt đó, đọt đây đó. Thì cây này nó có một lỗi duy nhất đây, cái fan đề ba của nó đây nó bị rạn nứt chỗ này đó, nhưng mà rất là chắc nha anh em câu vô tư nhé đó. Không thôi anh em thì chỗ nào có thợ anh em về thay cái fan này. Thì cây này nó cứng là CST, dài là 4 mét, nặng là 410 gram, đọt 2 ly 4, giá công khai cây số 8, giá là 2,2 triệu nhé, 2,2 triệu cây số 8. Tiếp theo cây số 9, cây số 9 lên cho người quẳng một cây hàng hệ. Thì cây này là cây Gamakatsu, cây hàng hệ khá đẳng cấp, hàng Gamakatsu. Thì tổng thể mô hình còn rất là mới luôn. Thì cây này 4m nha nè, cây này 4m, fan là fan xít, hoa là carbon sẵn nè, sẵn dạng sẵn hai da, sẵn gần gốc, bát là bát Fuji F7. Càng còn rất là mới luôn, 23 4 mét. Đây đó. Nói chung thì thông số càng lục thì em cũng không có chuyên về, không có biết gì nhiều đó. Thông số sao em đọc rõ ràng cho anh em vậy, chỉ keo còn rất là ok nhá, phen nguyên zin, càng nguyên zin luôn, chưa hạ bát chưa thay gì hết. Sẵn gần bút nha, rồi sẵn ok đó, hàng nội địa Gamakatsu, càng rất là đẹp, phen nó đây à, dạng này dạng phen gập nha mọi người. Này cũng vậy, cây này chuẩn cho anh em đánh lục có bạc bãi, hơi dạng anh em sưu tầm. Thì cây 4m, nặng là 475 gram, đọt 3 ly, giá công khai cây số 9, giá 1,7 triệu nha mọi người, 1,7 triệu cộng ship cây số 9. Ở đây nguyên bộ phen ISO, càng ISO. Rồi tiếp theo cây số 10, cây số 10 lên cho mọi người một cây ISO, dạng cây ISO này một cây ISO phen nhỏ à, cây ISO phen nhỏ của Gamakatsu à. Thì cây này đọt số 2, dài là 6m5 nha anh em, đọt số 2 dài 6m5, phôi là phôi carbon bát bát Fuji đó. Thì cần ISO phôi nó khỏi chơi rồi đó. Phen này là phen Fuji nha mọi người, phen Fuji thì tất cả lóng ở trong đều rất là mới luôn. Nói chung thì không có xuất sắc gì nhiều hết. Đây, rất là bóng. Thì anh em cần thì báo mình chụp hình cận cảnh đây nha. Đó. Trong clip thì sẽ quay sơ qua, chứ không chụp hình cận cảnh được. Đó. Rất là đẹp nha. Thôi giờ ma sẵn này khỏi chơi. Đó. Lóng mấy chồng mấy cái lóng này rất là đẹp nha mọi người. Phen bao chuẩn rồi. Thì cái này nặng là 350 gram, đọt 1 ly, đọt số 2 dài 5m6, giá cộng phai cây số 10, giá là 1,2 triệu nhé, 1,2 triệu cộng ship cây số 10. Tiếp theo cây số 11, cây 11 lên cho mọi người một cây Gamakatsu. Thì cái Gama này là số bộ phen là một phen ship nha mọi người, một phen ship nó đời cao hơn cái kia một tí. Đây một phen ship, mà cây này đọt nó nhỏ ha. Thì cái này đọt số 1 dài 6m4 nha anh em, đọt số 1 dài 6m4. Forgama. Forgama thì đẹp khỏi bàn. Bát là bát Fuji đó.
xít nè. Đóng bên trong này, xuất sắc thì tây nè. Thường thì đóng hai thế này này đẹp rồi, đó. Sức ít thế này là ok rồi. Tất cả lông bên trên thì ok hết. Rất là đẹp nha anh em. Thôi bây giờ mà khỏi bàn. Đọc nguyên zin nha mọi người, đọc nguyên zin luôn. Thì cái này nặng là 313g, đọc 0.8, đọc số 1, dài 6m4, giá công khai cái số 11, giá là 1.200.000 nha nè, 1.200.000 cái số 11. Tiếp theo cái số 12. Cái 12 lên cho mọi người vẫn là một cây ISO phen nhỏ. Thì cái ISO này là một cây ISO của Daiwa. Một cây hàng hệ của Daiwa. Đó. Thì cây này là một cây Daiwa carbon Whisker. Đó. Dòng nó để chắc rồi, đó, dòng này dòng carbon Whisker, dòng nó để rồi. Phen nó sổ bộ phen là bộ phen xít nha mọi người, bộ phen là bộ phen xít. Zin nha, bộ phen xít zin theo cần luôn. Đó. Rất là đẹp. Thì dòng carbon cơ rất là tiếng vậy. Do cái xăng ít nè, đó, rất là đẹp. Cần thì có xuất sắc tin nha anh em. Đó. Nhóm này bằng xăng ít nè, đó. Cơ đóng bên trên đây thì sẵn quăng nha mọi người, sẵn quăng. Đọc đây, đọc nguyên zin nhé, đọc dạng mảnh, rất là mảnh, đọc các bản luôn nha mọi người. Phen là phen chuẩn nguyên zin. Thì cái đọc số 1, dài 6m3, nặng là 274g, đọc 1 đi 1, giá công khai cây số 12, giá 1.000.000 nhé, 1.000.000 cây số 12. Thì anh em máy này này anh em cần báo mình chụp hình cận cảnh rồi nha, chứ quay trong clip thì nhiều lúc sẽ quay nhanh ba lướt qua anh em không thấy kỹ. Tiếp theo cây số 13, thì 13 lên cho mọi người một cây của cần Olympic. Thì cây Olympic này, một cây Olympic này chưa qua sử dụng nha mọi người, đó, rất là mới luôn. Đích cần nó đây, đó, bát là bát Fuji FS6 nè. Thì cái đặc biệt là cái này đọt số 3 nha mọi người, đọt số 3, dài 5m4, hàng carbon, bullcon, hàng golden bit, dòng nó đĩa nha, dòng nó đĩa. Thì cái này số bộ phen vẫn là bộ phen xít nè, đó, rất là xịn sò. Vì đó hàng này hàng chưa qua sử dụng nên còn rất là mới, đó, không có xuất sắc, đó. Mới can sạc ben luôn. Dạng phôi là phôi carbon nha mọi người, dạng phôi sắn carbon. Đó. Rất là ok nha. Đây, đọc của nó đây. Phen chuẩn hết nha. Nguyên zin. Thì cái này nặng là 232g, đọc 0.8, dài là 5m4. Rồi, giá công khai cái số 13, giá 1.200.000 nhé, 1.200.000 cái số 13. Tiếp theo cái số 14, cái 14 lên cho mọi người một cây cần Ryobi. Thì cây này được sản xuất tại Korea, bát Fuji, Silver, bát của Seben. Thì cái này đọt là 1.5, dài 5m3. Thì cái này sở hữu bộ phen vẫn là bộ phen xít nha mọi người, bộ phen vẫn là bộ phen xít. Phen xít, phen nguyên zin. Lóng ở trong thì nó vẫn có xuất sắc nè, đó. Xuất sắc nha.
phôi carbon nha anh em, phôi carbon. Lóng mấy lóng này thì ok. Đó. Đây, carbon trắng. Fan chạy thì nguyên zin từ A đến Z nha mọi người. Đó. Fan rất ok rồi. Rồi, thì cái này nặng 200g, đọt 1 ly. Giá công khai cái số 14 giá là 900 nha. Tiếp theo cái số 15. 15 lên cho mọi người một cây càng của Shimano. Thì cái này phôi là phôi carbon hypoquid nè, dạng carbon sống ít. Thì cái Shimano này đọt 1.5 và 5.4. Cái này cột sản xuất tại Korea nha. Đây, sản xuất tại Korea. Hàng Shimano. Phen cái này là phen Fuji thường nha mọi người, phen Fuji thường. Đó, chứ không phải được phen Fuji ship. Nhưng mà được cái là bộ phôi là bộ phôi sống ít. Đó. Phôi sống ít nha mọi người. Đó. Rất là ok bộ phôi luôn. Đó. Càng cũng đang còn rất là mới luôn. Đó. Phôi ở trong còn rất là mới. Ở ngoài có xuất sắc đi ti thôi. Đó, tất cả các lóng ở trong thì rất là mới, ngon lành. Sẵn găng gút nha. À, sẵn găng gút. Đọt ở đây. Thì cái này nặng là 210g, đọt 1 ly, giá công khai cái số 15, giá là 900 nha. 15, giá 900. Rồi, tiếp theo cây số 16. Thì cây số 16 lên cho mọi người dạng cần dạng ISO mà dạng ISO biển rồi. Nó đây, cái này dài 4m5 nha mọi người, dài 4m5. Cái này được cái này hàng của nội địa nha mọi người, cây của Nissin, hàng nội địa nè. Đó, cán là dạng cán 3 khúc cán hở nè. Đó. Bát Fuji. Fan là fan Fuji Shit. Cái đầu chụp này, cái đầu chụp zin theo cần luôn. Đó. Không có đầu chụp này thì không biết cái đầu chụp nào vừa có bộ phen này. Nó sẽ rất là dài. Đó. Phen nó dày, rất là dày luôn. Này, phen của nó là phen siết hết nha mọi người. Phen siết hết. Tất cả phen ok hết, không lỗi. Bu là bu siết mà chày luôn nè. Nhìn một phen là ăn tiền liền. Đó. Thì phôi cái này là phôi carbon nha mọi người, phôi carbon sẵn nè. Đó, rất là đẹp, những lông ở trong rất là đẹp luôn, được sơn một lớp ánh kim nữa nè. Đó. Thật sự thì nếu cái này mà đo độ cứng của cần á, thì cái này nó rơi tầm khoảng đọt số 4 số 5 nha nè, đọt số 4 số 5 đó. So với cần ISO nhé, chứ nó không để thông số trên cần nên shop cũng không biết luôn. Đó. Nói rõ ràng với anh em là vậy. Phôi thì ok đẹp rồi, nó không có xước xét gì nhiều. Đọt nó đây, đọt cũng là đọt sẵn nha. Phen thì rất là lực rồi. Đó, phen nó đây. Rất là đẹp. Cái này anh em về câu chép rất là ok rồi. Đó, 4m5. Thì cái này nặng là 360g, đọt 2 ly 2. Giá công khai cây số 16, giá là 2.2 triệu nhé. Tiếp theo cây số 17. Cây 17 lên cho mọi người một cây của Shimano. Thì cây này là một cây Shimano, dạng Shimano ISO fan lớn. Đó, ISO fan lớn. Càng này càng đời cao nha mọi người. Đó, càng cổ Indo sản xuất đây. Đó, mà có đầy đủ. Thì cái này lấy từ thị trường Nhật về nhé. Bát của nó là bát Fuji. Fan của nó là fan Fuji Shit. Đó. Tất cả phen ok hết, không lỗi. Bù của nó là bù chống sắn. Đây. Cái này đọt số 2 và 5.4 cho anh em. Đây, đọt số 2 và 5.4. Thôi carbon sắn này. À, có xuất sắc đi ti vài điểm. Không có lỗi gì lớn. Đó. Thôi thì rất là đẹp. Đẹp khỏi chê luôn á. Đọt
rất là đẹp nha mọi người. Đọt đây rất là đẹp luôn. Thì cái này hình như nó bị mắc một khúc nha mọi người. Đây giữa cái phen đầu bu và phen cuối cùng đây à, tương đối gần, đáng lẽ nó phải gai khoảng nhiêu đây nữa, nó khoảng một đầu bu nữa. Cần sao về em báo anh em vậy đó. Em đo thì nó đủ đó, đủ 5m4 cho mọi người đó. Rồi thì cái này nặng là 250g, đọt là 2 ly 1, giá công khai cái số 17, giá là 1,6 triệu nhé. Rồi đó là nguyên bộ cần lúc, bên đây là cần hai khúc nha mọi người. Tiếp theo là cần ISO 18. Thì cây số 18 lên cho mọi người một cây hàng thương hiệu của Nawiato, một cây hàng nội địa. Đây cái màu trắng nha mọi người. Cây này dài 2m5, độ mới cái này ra tầm khoảng 93% nha mọi người. Rất là đẹp. Cái mốt nè, rất là đẹp luôn. Bát là bát Pussy, tem vàng. Phen là phen Pussy, độ xám. Phôi là carbon sẵn nha mọi người. Phôi carbon sẵn Nawigato, hàng nội địa, hàng này đánh rất là bền luôn, bền và khỏe. Phen của chị là xám rất là đẹp luôn nè. Đó. Tất cả ok. Bu của nó là bu xít nha mọi người, bu xít màu trời. Đây, nhìn nó bóng lưỡng luôn nè. Thì cần thì ngoại hình thì ok rồi, đó, khỏi cần bàn ngoại hình. Phôi thì rất là chất lượng rồi, cần đẹp. Thì cái này nặng là 280g, đọt 2 ly, đọt cứng ra tầm khoảng 50-80 nha. Vì cái này là cây đọt thấp nên đọt cứng nó sẽ đi dài vào trong. Rồi, giá cây sổ càng vô trong tay nè, nó càng cứng. Đó, đọt thì đọt thấp nên nó độ nhảy cá nó rất là cao luôn. Rồi, giá công khai cây số 18, giá là 1 triệu nha. Tiếp theo cây sổ 19. Cây 19 lên cho mọi người là một cây cần Shimano. Loại này là hàng sách tay đem về nha mọi người, nên cần rất là đẹp. Đây là cây Shimano. Đây phen nó đây, phen là phen Fuji loại xám nhá. Phen Fuji loại xám, phen còn rất ok nè. Phôi dạng carbon sẵn ít, bát bát Fuji, bát từ cao. Phôi nó đây rất là đẹp luôn. Phen nó sang ít nè. Thì cái này dài 2m7 nha mọi người, dài 2m7. Nhìn ở đây ok hết nha mọi người. Có cái bu là bu xít nè, bu xít màu chày. Cần ngoại hình theo em đánh giá thì cái này ra tầm khoảng 93% nha, khoảng 93% giá là chất lượng, không có xuất sắc gì nhiều hết. Hàng nội địa thì cái này nặng là 250g, đọt 1 ly 9, độ cứng ra tầm khoảng 80 đến 100. Rồi giá công khai cái số 9, giá 1,4 triệu nhé. Sẽ cứng vô trong nhé, đọt đọt thấp. Tiếp theo cây số 20. Đây cây 19 không ta, cây 20. Cây 20 lên cho mọi người một cây cần của Daiwa. Thì cây một cây cần phen lá của Daiwa còn túi. Thì độ mới cái này cũng đánh giá cơ tầm khoảng 93% nhân rồi. Đây pencil grip, dạng này dạng cắn dẹp đó. Thôi là cực con sẵn nè. Bát là bát Daiwa. Phen của nó số bộ phen là phen lá đó, mọi người đó, nhìn từ xa thì rất là đẹp đó. Đó, rất là mới và đẹp. Phen lá bu là bu chống sẵn. Thì tổng thể của hình thì rất là ok rồi, không có xích xác gì nhiều hết. Thì cần nó còn rất là mới luôn, tuổi tem về new vô nè, cái gì đó là cái phen phen chưa ra tem luôn nè, rất là mới. Cái này dính bụi thôi. Đó. Chỉ kêu ok hết nha. Bán cần thì nhiều lúc cái clip nó hơi dài một tiếng, nhưng mà sắp chịu khó quay cho anh em coi từng cái chi tiết cần. Hưng thì anh em cứ chốt liền luôn. Cần rất là đẹp. Thì cây này nó chỉ cứng có
cứng 30 thôi nha anh em, cứng 30 dài 2m3 đó. Cây này chỉnh cho anh em coi trên ghe, trên bè, trên thuyền, hàng Tài Quan sản xuất, cần đai ba hàng hệ. Thì cái này nặng là 265g, đọt 1 ly 5. Rồi giá cũng khai cây số 20, giá là 1,6 triệu nhé. Tiếp theo cây số 21 lên cho mọi người vẫn một cây hàng hệ. Thì cây này là một cây cần của gamma cao su. Đây. Thì cây gamma cao su này số bộ phen là bộ phen lá nha mọi người. Đây phen lá. Là phen lá là phen chân đen đó. Chân đen loại xít. Phen này cũng rất là hiếm luôn. Đó. Hàng gamma lúc nào cũng đẳng cấp rồi. Đây, cần gamma cao su. Cây này cây 3 khúc dài 3m6 nha, 3 khúc dài 3m6. Phen keo rất là ok rồi. Hàng gamma chất lượng khỏi cần phải bàn. Cây cứng 50 dài 3m6 nha mọi người. Thì cái này chỉnh cho mọi người câu chép, câu lăng xê. Đó. Phen rất ok. Bù nó đây. Chống đổ đầu đóng nè. Tất cả ok hết. Trong nội địa. Các chủ cản là cản mốt. Thì cái này nặng là 390g, đọt 2 ly 2. Rồi, giá công khai cây số 21, giá là 2,5 triệu nhé. Tiếp theo cây số 22. Cây 22 lên cho mọi người một cây cần dạng sân hàng. Ba cây cuối cùng là ba cây sân hàng. Đó. Thì cái này cây Tika cứng 200 đó mọi người. Cứng 200 dài 2m4 nhé. Đó, cứng 200 dài 2m4. Thì cái này nó còn rất là mới luôn, độ mới ra toàn 95% có. Thiếu cái hộp thôi. Đây, phôi là phôi carbon sẵn ít nè, đó là carbon sẵn nè, là sẵn quần. Được phủ một lớp sơn là sơn ánh kim mọi người. Phen là phen nòng súng. Đây. Phen nòng súng. Phen này thì chắc khỏi vàng. Bát là bát Fuji. Phen Fuji nòng súng, phen là phen xít nha mọi người, phen xít. Cần rất là đẹp luôn. Cần này anh em câu mà câu ngoài nắng thì khỏi bàn. Đó, chiếu chiếu cái là khỏi chơi. Thì cái cần của Tika nha mọi người, cái Tika thì cái này em lấy từ thị trường Nhật về nhé. Trục bông sẵn nè. Đó. Đây, cần Tika rất là đẹp. Thì cái này nặng là 320g, đọt 3 ly, độ cứng 200, dài 2m4, giá công khai cây số 22, giá là 1,5 triệu nhé. Đây, cái này em đè mà nó không cong đúng nè, đó. Cái này đánh cá tầm khoảng chục cân trở lên thì ok liền, đó. Đánh cá khoảng 10-15kg. Tiếp theo cây số 23. 23 lên cho mọi người một cây cần của Alpha Taco. Đây, một cây hàng của Alpha Taco. Thì cây này còn túi luôn, còn túi còn hộp, sách hướng dẫn luôn. Đó. Thì cái này nó cứng là 150 nha mọi người, cứng 150 đây, coi thông số cứng. Đây, cây này cứng 150 nha. Đó. Cứng 150 là rất là cứng rồi. Dài 2m4, 2 khúc. Nặng là 355g, đọt của nó là 2 ly 8. Đây độ cứng của nó, đây độ cứng từ 120 đến 200 nè, ở kim gửi là ở giữa nè, nó đọc con số nè. Đó, cây này sản xuất tại Korea, cần rất là chắc. Cây số 23. Đó, full tối full hợp, cây cũng còn rất là mới. Đó. Phen vẫn là số bộ phen là phen nòng súng nha anh em, phen nòng súng. Bát của nó là bát Fuji. Càng rất là mới luôn. Phen nòng súng loại phen xít, bộ trong sẵn. Cây này có nước về săn hàng thôi. Đó, cứng đây 150 nè. Cá tầm đây, nó dính cái quậy cá nè. Đây. Hàng lấy từ thiên nhiên Nhật về nha mọi người. Cây này chưa vệ sinh luôn á. Phen khỏi bàn, chắc khư. Cái này ông đánh cá gơ tầm khoảng 10-15kg nha. Đó. Rất là chắc, cần
Đây bên kia là họ đánh biển nè, đó, họ có cái dây đeo đai nè, nó đeo dính như cái cành nè. Rồi giá công khai cây số 20-23, giá 1,6 triệu. Tiếp theo cây số cuối cùng, cây số 24, thì cây 24 lên cho mọi người một cây cần hàng thương hiệu của Daiwa, một dòng Daiwa carbon Holylock, Daiwa Holylock carbon sáng ít, báo tàu bát Fuji tem vàng, phen của nó là phen biển nha mọi người, phen cầu phen biển nè, xứ là xứ xám. Thì cây này cứng 200, dài 2m4. Cây này thì có nước là câu đáy thôi, câu đáy, câu ở Phú Yên, vàng khoan, carbon sáng ít. Cây này anh em tải chì tầm khoảng 500g, 600g là dư sức. Đó. Carbon sáng ít nha anh em, cần cũng còn rất là ok, không có xuất sắc gì nhiều hết. Rất là cứng, cứng khừ luôn, phen cũng cứng khừ luôn, phen phân biển. Thì cái này nặng là 480g, đọt 4 ly, giá công khai cây số 24, giá là 1,6 triệu luôn nha. Rồi, đó tổng cộng 24 cái cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cái nào chốt, lại số điện thoại tự động liên hệ mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người.